Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trở về nhà với tấm thẻ căn cước mới, đầy đủ quyền công dân, được tạo điều kiện vay vốn, tạo việc làm để bắt đầu cuộc sống mới. Hành trình về nhà của những người được đặc xá. Ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt ở trường học đã bốc cháy ở ngoại ô thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ. Mông Cổ khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ, tôn trọng chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, rộng mở, tự chủ và đa trụ cột của Mông Cổ, chính sách láng giềng thứ ba. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ phù hợp với lợi ích chung, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Sau đây là các nội dung chính của tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, thông qua các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, nhất trí ủng hộ về mặt chính sách, mở rộng quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước, nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, thay thế thỏa thuận đã ký vào năm 2018. Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị luân phiên, cấp thứ trưởng ngoại giao, thường xuyên trao đổi về hợp tác song phương, chính sách đối ngoại, nghiên cứu hình thức thiết lập cơ chế đàm phán đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Trong hợp tác quốc phòng và an ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các lực lượng vũ trang và cơ quan thực thi pháp luật của hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, đẩy nhanh thủ tục đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan, phối hợp đánh giá dự báo về các vấn đề liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và toàn diện, duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, trong đó có cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, nhất trí tăng cường vai trò của Hội đồng Doanh nghiệp hai bên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Mông Cổ. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nghiên cứu các giải pháp phù hợp, cải thiện môi trường đầu tư, xem xét ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí đẩy mạnh hiện đại hóa chương trình hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký năm 2022. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chính sách, định hướng, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp hai bên, tạo môi trường pháp lý cho xuất khẩu các sản phẩm nguồn gốc nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên nhất trí thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận cam kết trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ, trong đó có cơ chế tiểu ban khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và thông tin truyền thông. Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp tìm biện pháp khả thi tháo gỡ khó khăn, thách thức trong vận tải logistics, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Mông Cổ ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp định Vận tải Đường bộ Quốc tế ba bên giữa Nga, Mông Cổ, Trung Quốc đã ký năm 2016. Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các hãng hàng không hai nước, nhất trí tiếp tục nghiên cứu thành lập cơ chế về vận chuyển hàng hóa ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa đã ký giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Thanh niên Mông Cổ năm 2022, tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình chung theo hướng khuyến khích thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật và thể thao hai bên. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, di sản phi vật thể, tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch hai bên, tích cực hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, quản lý ngành du lịch trong khuôn khổ Hiệp định về Hợp tác Giáo dục và Đào tạo,
hai bên nhất trí trao học bổng cho sinh viên của mỗi nước theo nhu cầu và ngành học. Hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động theo các ngành nghề, lĩnh vực trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Bảo trợ Xã hội Mông Cổ năm 2017. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Mông Cổ trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, trong đó có sáng kiến trồng 1 tỷ cây của Tổng thống Mông Cổ. Theo đó, hai bên nhất trí xem xét nghiên cứu trồng một số cây phù hợp với thổ nhưỡng Mông Cổ ở một số vùng được quy hoạch. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thực hiện các chương trình dự án chung ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất trí nghiên cứu ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu về quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế. Lãnh đạo cấp cao nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên về các vấn đề an ninh, chính trị khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực như ASEM, WTO, Diễn đàn khu vực ASEAN, ARF, APEC và sáng kiến đối thoại Ulaan Baata về an ninh Đông Bắc Á. Phía Việt Nam tái khẳng định ủng hộ Mông Cổ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và tham gia APEC khi mở rộng thành viên. Hai bên nhất trí quan tâm mở rộng hợp tác về đối phó với đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam sẵn sàng cử đoàn tham dự hội nghị lần thứ 17, các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, tổ chức vào năm 2026. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định tại Biển Đông, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 7 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tại Thái Lan, ít nhất 25 người đã được cho là thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt của một trường học bốc cháy ở ngoại ô thủ đô Bangkok vào trưa ngày hôm nay. Chiếc xe buýt 2 tầng bốc cháy khi đang chở 44 người, gồm học sinh và giáo viên đi tham quan từ tỉnh Uthan Thani đến Bangkok. 19 người đã được cứu khỏi xe và đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo các nguồn tin ban đầu, chiếc xe bị nổ lốp, sau đó đâm vào giải phân cách trên đường và bốc cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thủ tướng Thái Lan Prayuttchan Sinawacha đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy này. Thưa quý vị, đêm qua lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân trên địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nhiều tài sản của người dân tại 4 bản, bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Trầm Puông bị nước lũ cuốn trôi. Rất may là không có thiệt hại về người, nhưng tuyến đường Xốp Mạt, Trầm Puông bị sạt lở nghiêm trọng, công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, hiện đang huy động các lực lượng vào giúp người dân khắc phục hậu quả. Còn tại vùng núi phía Bắc, từ đêm qua đến chiều nay, một số nơi cũng có mưa vừa mưa to. Tại huyện Bắc Hà, Lào Cai, mưa lớn đã khiến 7 điểm trường có nguy cơ sạt lở đất xuống trường học và nước tràn vào lớp học. Hơn 600 học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Còn tại Tuyên Quang, 16 giờ chiều nay, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy. Cũng do mưa lớn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ ở sông Thao qua Yên Bái sẽ tiếp tục lên. Cộng với thủy điện Đồng Sung trên suối Ngòi Thia, phụ lưu của sông Thao điều tiết lũ với lưu lượng là 2.500 m3 trên giây. Khả năng là mực nước ở Yên Bái có thể lên trên báo động 3. Các nhánh sông nhỏ khác ở Lào Cai, Yên Bái cũng sẽ lên từ báo động 2 đến báo động 3. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông. Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất bởi nền đất đá đã suy yếu, nhất là tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn. Vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An đang ở mức cảnh báo cao nhất về lũ quét và sạt lở đất. Đây là hình ảnh người dân thôn Cô Tông Bản Vàng, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tại khu lều tạm được dựng lên vào chiều ngày hôm qua. Bà con đã kịp di rời trước khi xảy ra sạt lở vào trưa nay. Dù đã được an toàn, nhưng nhà cửa của bà con đã bị vùi lấp hoàn toàn do sạt lở núi. Những túp lều dựng giữa đồng lúa của chính thôn này. Thôn tựa vào núi, cả đoạn núi dài không chỗ nào không có vết nứt, nên xã thôn đã quyết định di rời người dân. Trưa nay thì lở núi, những túp lều tạm trở thành lều cứu mạng. Ở nhiều thôn xã, từ đêm qua, cả hệ thống cấp ủy, chính quyền, công an, dân phòng, bí thư chi bộ, trưởng thôn đã khẩn trương vận động, kêu gọi người dân tránh trú, di rời để đảm bảo an toàn.
Như tin chúng tôi đã đưa, thì công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất cố gắng sớm thông đường quốc lộ 2 vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang nỗ lực triển khai. Chiều nay thì đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở. Phóng viên Mạnh Cường đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang thì đến 16 giờ chiều nay, tại khu vực sạt lở cạnh quốc lộ 2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể, hiện chưa xác định được danh tính. Chiều nay, tại huyện Bắc Quang, trời đã không còn mưa, hơn 10 máy xúc và các phương tiện vận tải ở hai đầu điểm sạt lở đã liên tục san gạt, vận chuyển gần 30.000 mét khối đất đá chắn ngang quốc lộ này, đoạn km 50 nối tỉnh Hà Giang với tỉnh Tuyên Quang. Nếu thời tiết ủng hộ, không mưa, thì dự kiến đến ngày mai cơ bản sẽ thông đường. Còn tại tuyến đường tỉnh lộ 177 nối huyện Bắc Quang với huyện Hoàng Su Phì, tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông phải vài ngày nữa mới có thể thông đường. Ngay sáng nay, Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức hai tổ bay Flycam để rà soát nguy cơ sạt lở ở khu vực này, xác định được một vị trí có vết nứt rộng từ 3 đến 5 mét, có nguy cơ sạt lở cao. Như vậy, đến thời điểm này, mưa lũ sạt lở đất tại Hà Giang đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người hiện vẫn còn đang mất tích. Sáng nay, 30 thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân đã bắt đầu tìm kiếm nạn nhân và phương tiện mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ. Đây là đội thợ lặn tinh nhuệ và được trang bị các phương tiện hỗ trợ hiện đại nhất hiện nay. Trong ngày đầu ra quân, điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cho việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến cuối giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thêm được nạn nhân và phương tiện mất tích. Nước ở dòng sông rất đục và chảy xiết. Chúng tôi đã đánh dấu những cái điểm nghi ngờ. Chúng tôi thả tiêu tại vị trí và xuống thực hiện nhiệm vụ. Với mỗi vị trí lặn xuống, các thợ lặn sẽ thả phao tiêu đánh dấu theo lưới ô vuông. Các điểm đánh dấu cách nhau khoảng 100m để tránh sót mục tiêu. Toàn bộ thợ lặn được trang bị khí tài chuyên dụng, di chuyển từ vị trí cầu phao mới lắp đến khu vực cầu sập, sau đó lặn xuống. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng trên bờ và dưới nước phải phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi đang thiết lập ngay cái sở chỉ huy ở tại đầu cầu. Với lực lượng tinh nhuệ của quân đội đưa lên thì phối hợp với các lực lượng của địa phương sẽ tìm kiếm với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lữ đoàn đặc công 126 đã lựa chọn những thợ lặn có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong tham gia tìm kiếm cứu nạn ở môi trường sông, biển để tham gia lần này. Trên tinh thần là nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ, song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác tìm kiếm cũng sẽ đặc biệt chú ý đến nguyện vọng của các gia đình có nạn nhân mất tích. Mỗi khu vực tìm kiếm xong thì chúng tôi sẽ đánh dấu phao như một cái hành động là rà vá bom mìn ở trên cạn, trong khi ở hình dung như thế. Ngoài cái việc là chúng tôi thực hiện tìm kiếm theo cái kế hoạch của lữ đoàn đã xây dựng, cán bộ chiến sĩ sẵn sàng làm các cái nhiệm vụ tìm kiếm nếu như gia đình thân nhân của các cái nạn nhân có nhu cầu ở các cái vị trí mà theo các cái vấn đề về tín ngưỡng văn hóa mà người dân có thể yêu cầu. Nếu như đảm bảo an toàn thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các khu vực khác. Khu vực tìm kiếm từ chân cầu Phong Châu, bán kính rộng 10 km, các khu vực nước xoáy, luồng chảy sẽ huy động phương tiện tìm kiếm, phá dỡ, chuyên dụng. Dự kiến là công tác tìm kiếm sẽ kéo dài hoặc cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Quốc phòng. Trước đó thì đã có 4 nạn nhân được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị, hôm nay 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được trở về với gia đình theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá 2024, đã tới dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 vào sáng nay tại trại giam Ninh Khánh, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Phó Thủ tướng chúc mừng các phạm nhân tại trại giam Ninh Khánh được đặc xá đợt này. Có 96 người có quá trình cải tạo tốt, được trở về với gia đình, xã hội trước thời hạn. Phó Thủ tướng cho biết là đặc xá năm 2024 kế thừa phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua đã có hơn 90.000 người được đặc xá. Qua báo cáo của các địa phương thì hầu hết những người được đặc xá trở về đều có việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Trở về nhà với tấm thẻ căn cước mới, họ có đầy đủ quyền công dân, được tạo điều kiện vay vốn, tạo việc làm để bắt đầu cuộc sống mới. Hành trình về nhà của những người được đặc xá đã được nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại tại trại giam Ninh Khánh, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Ơi, nay có đi học không? Mai nên đón bố nha. 3 tuổi nhưng mà không biết đếm số gì ạ. Giờ năm bàn tay là cứ mỗi ngày là gấp đi một ngón. Dần dần đến sáng nay là cũng trước khi đi học là cũng gọi mẹ, giờ một ngón tay cho mẹ kiểu là bảo một ngày nữa là bố được về. Đêm cuối cùng trong buồng giam của anh Chính, anh đã ở đây 3 năm. Anh được đặc xá ra sớm trước hơn 2 năm. Nhiều người như anh đêm nay không ngủ được. Sau nhiều năm cố gắng cải tạo, họ được về nhà. Sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng về. Vấp ở đâu thì đứng dậy ở đấy, nhưng mà thôi vấp ở cái này ngã rồi. Dậy thì đứng chỗ khác, không đứng dậy chỗ cũ rồi. Giờ cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là chúng tôi được ra khỏi đây. Mình mắc sai lầm, mình ân hận rồi. Thì mình chỉ mong về để mà đền đáp cho gia đình, cho con cái. Mình trở thành người tốt cho xã hội. Giấy chứng nhận đặc xá, bộ quần áo mới, căn cước mới, hành trang về nhà. Cổng trại giam Ninh Khánh hôm nay, từ sáng sớm có rất nhiều người thân đứng đợi. Đây chính là khoảnh khắc xúc động nhất của ngày hôm nay. Bước qua cánh cổng trại giam là những yêu thương, là người thân, gia đình, mẹ, vợ và các con đang chờ họ. Và họ sẽ đi hành trình đầu tiên, hành trình mới trong cuộc đời mình. Đó là hành trình đi về nhà. Dẫu có thể có rất nhiều khó khăn và gian nan, nhưng với mong muốn hướng thiện thì chắc chắn những người được đặc xá hôm nay sẽ làm được. Cô con gái đếm từng ngày đợi bố về, hôm nay có mặt để đón anh Chính. Chào bố ạ. Ngôi nhà nhỏ có 4 người từ hôm nay đoàn tụ, có nhiều người thân đến đợi anh về. Ôi giời, quá phấn khởi, không gì nữa. Đúng là ai cho cái vạng không bằng con, đúng không? Con người nó làm ra của được. Về nếu như mà cháu thấy về đây là cứ về đến nhà là coi là hạnh phúc nhất rồi. Mẹ cố gắng hạn chế chơi bời đi rồi lo làm ăn kinh tế cho nuôi vợ nuôi con thôi, chứ còn không phải chơi hạn chế chơi bời như ngày trước. Ngày mai anh Chính sẽ đưa con đến trường. Về nhà rồi, anh và nhiều người được đặc xá hôm nay hiểu được cái giá phải trả cho sự lầm lỗi của mình, trân trọng hơn cuộc sống và những điều lương thiện. Như chúng tôi đưa tin, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nam bệnh nhân 41 tuổi bị suy kiệt nghiêm trọng và rối loạn các chức năng. Gia đình cho biết là bệnh nhân này đã điều trị bằng cách nhịn ăn, chỉ uống nước kiềm mỗi ngày là 10 lít tại nhà ông Nguyễn Tiến Nam ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cách đây 2 tháng thì đã có người tử vong khi chữa bệnh tại đây. Trước thông tin này, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu xã Bình Minh, huyện Thanh Oai có biện pháp xử lý với cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Tiến Nam. Chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Bình Minh đã đến nhà ông Nguyễn Tiến Nam để làm việc. Tuy nhiên, ông Nam không có nhà và người tự xưng là em ông Nam đã không cho đoàn kiểm tra vào làm việc và có những lời lẽ xúc phạm đoàn kiểm tra. Qua quan sát, nhóm phóng viên thấy nhiều người bệnh đang ngồi trong sân và mỗi người bên cạnh có một ca nước khoảng 1 lít. Vì đông người đến chữa bệnh, gia đình ông Nam đã thuê nhà xung quanh cho những người chữa bệnh ở. Qua trao đổi, đây là những bệnh nhân mắc ung thư, thận và các bệnh hiểm nghèo từ nhiều tỉnh thành tìm đến sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội. Có rô la thần kinh nên là nó bị nhiễm vào máu ấy. Thế là cô mới thực sự là cô cũng nghe tin, xong là cô đến đây để uống cái nước của bác Nam ở đây, xong là nó cắt thay nọc máu của cô đi xay được không, có thế thôi. Cái nước kia là nước gì ạ? Nước kiềm với nước gì? Nghe khoảng 4 lít. 4 lít không được ăn gì. Ông có bảo tại sao không được ăn gì không ấy? Thì chữa bệnh thì chúng tôi nghe theo và không được ăn nhịn đấy nhỉ. Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi, ông Nguyễn Tiến Nam cũng về. Sau những lời lẽ xúc phạm cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tiến Nam không cho đoàn kiểm tra vào nhà. Chính quyền địa phương cho biết ông Nam không có bằng cấp liên quan đến y tế và đã từng bị phạt 80 triệu đồng về hành vi khám chữa bệnh không phép.
Bây giờ trình giấy vào đây tôi cho là ai có giấy vào đây. Theo quyết định của ban nhân huyện. Quyết định nhưng phải có giấy vào nhà. Giấy đâu ạ? Đây ạ. Đâu ngày nào? Mở cái ngày đâu? Chúng em có quyền kiểm tra đột xuất nhà bác. Không có quyền kiểm tra, lên có kiểm tra. Hôm nay chúng tôi đặt đoàn kiểm tra đến đây. Vâng, giấy đâu? Cái ngày có quyền kiểm tra đột xuất bất kỳ các trường hợp. Bố lão là không có quyền đâu ạ. Vào nhà ta đi ra đi khẩn trương. Vào nhà ta phải có giấy là khám nhà vi phạm. Hiểu chưa? Nhưng ông này chỉ tháo dỡ biển chữ, trao ngược dạ dày, xương khớp, các loại khối u bằng nước trong 2 ngày rồi lại dựng lên. Không có một cái bằng cấp như thế cả, ông ấy là một kỹ sư về điện cơ khí. Không mà ông ấy mới hành nghề này lại nổi lên từ năm nay, từ năm nay là nhiều thôi. Còn trước là ông làm các hệ thống máy nước để ông bán như ông Kiềm đấy, nhưng mà bây giờ ông lợi dụng vào này để ông bán trên lên ông quảng cáo lên TikTok rầm rộ. Ủy ban xã thì và các ngành chuyên môn thì vẫn tiếp tục tuyên truyền, mà gần như thì ông Nam này thì vẫn bất chấp mọi các cái quy định thì vẫn chưa chấp hành. Và cái hướng của xã thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi một mặt thì cũng sẽ bám sát cái tình hình của cơ sở này của ông Nam, và hai nữa là thường xuyên báo cáo các ngành chức năng của huyện để xử lý theo thẩm quyền. Chính quyền xã Bình Minh cho biết sẽ mời ông Nguyễn Tiến Nam lên làm việc và phát trên loa truyền thanh của xã về hành vi khám chữa bệnh không phép. Một tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt mở rộng. Đây là dự án có tác động rất lớn tới quy hoạch giao thông của thành phố nhằm giảm kẹt xe, giải quyết tình trạng ngập nước cũng như là chỉnh trang đô thị. Phía sau lưng tôi là tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Còn nơi tôi đang đứng đây là tuyến đường Tân Thới Hiệp 21, tuyến đường cửa ngõ nối liền tuyến quốc lộ xương sống này với khu vực phía Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Việc tuyến đường này sắp được mở rộng từ 5-6 mét lên 25 mét thực sự là một công trình giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, là niềm mong mỏi của chính quyền và người dân bấy lâu nay. Một đầu là đường quốc lộ 1A, đầu còn lại là đường Dương Thị 10 nối với huyện Hóc Môn đã được mở rộng với mặt đường thông thoáng, nhưng con đường kết nối giữa hai trục đường lớn này là Tân Thới Hiệp 21 chỉ vỏn vẹn 1,7 km lại xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường này nhỏ hẹp, lồi lõm với nhiều ổ gà, lại có lượng xe qua lại lớn, đặc biệt là xe tải nên thường xuyên bị ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhằm giải quyết tình trạng này, vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21 với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Trong năm nay, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026. TikYou, TikTok, giải trí và kiếm tiền. Mỗi một quảng cáo của công ty TikYou đều khéo léo gắn thêm chữ TikTok ở bên cạnh, với giao diện gần như y hệt. Nhiều người như chị Mỹ thấy TikTok ngày càng phát triển thì cũng tin tưởng vào việc cho thuê máy phát trực tiếp của TikYou sẽ đem lại lợi nhuận cao. Vì thế chị đã quyết định đầu tư. Họ có nói là sản phẩm của họ là sân sau của TikTok. Mà hiện tại thì cái TikTok thì nó cũng đang rất là phát triển. Idol rồi những người livestream mà muốn có bán được nhiều hàng ấy thì cần phải thuê nhiều cái máy mắt xem này. Thì tôi thấy cũng hợp lý. Thấy hợp lý thì vào tiền. Công ty TikYou lại có rất nhiều gói đầu tư. Người ít tiền thì có gói 500.000 đồng. Người nhiều tiền thì có gói 50 triệu đồng. Có những gói theo tháng, theo tuần, hoặc có những gói theo giờ, nói chung là phù hợp hết với tất cả mọi người. Tiền ít hay tiền nhiều thì đều có thể tham gia được hết. Ai cũng có thể tham gia, đã thế lãi suất lại còn cao ngất ngưởng. Thấp nhất là 0,4% một ngày, tương đương với 144% một năm. Nhiều tiền nữa thì tham gia gói VIP, lãi suất 0,9% một ngày, tương đương 324% một năm. Thậm chí, nếu phát triển được mô hình theo đội nhóm đa cấp thì còn được thưởng xe, được bổ nhiệm các chức vụ cao cấp. Nghe đã thấy hấp dẫn, thế là hàng nghìn người, ai cũng cứ vào tiền, thậm chí còn phát triển các chi nhánh, đội nhóm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khi số người tham gia đầu tư ngày một nhiều, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, công ty TikYou tung ra mẻ lưới cuối cùng với lợi nhuận cao không tưởng.
đầu tư 50 triệu đồng trong 5 giờ, thu nhập mỗi giờ là 20 triệu đồng. Đầu tư 50 triệu sẽ được 20 triệu một giờ và trong vòng 5 giờ. 5 giờ thì được lãi một gấp đôi so với gốc. Thế là nhìn chung mọi người nhìn vào mọi người thấy rất là hấp dẫn rồi. Thế là lại nhắn tin cho nhau bảo là thôi còn 5 tiếng thôi vào đi, vào nốt đi. Vào xong rồi hôm nay ra được tiền thì mình rút hết ra. Được tiền thì rút hết ra, nhưng chưa thấy ai rút được thì ngay đêm hôm ấy ứng dụng TickYou đã sập. Hàng nghìn người nháo nhác hỏi nhau, rủ nhau tới địa điểm đăng ký kinh doanh của công ty TickYou tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì đã không còn ai ở đây, họ đã chuyển đi hết từ bao giờ. Trao đổi với VTV Money, đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết TikTok không hề có liên quan gì đến công ty TickYou ở trên. Còn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết công ty TickYou chưa đăng ký sử dụng hóa đơn, chưa phát sinh doanh thu. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, cơ quan thuế đã ban hành thông báo về việc công ty TickYou không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Triển lãm trò chơi điện tử Tokyo 2024 đã thu hút lượng người tham dự kỷ lục với các máy chơi game thế hệ tiếp theo và các trò chơi sáng tạo. Diễn ra trong 4 ngày tại trung tâm hội nghị ở tỉnh Chiba của Nhật Bản, triển lãm trò chơi điện tử Tokyo 2024 đã thu hút số người tham dự kỷ lục là gần 300.000 người. Với chủ đề dẫn đầu thế giới bằng trò chơi điện tử, triển lãm năm nay đã chứng kiến sự gia tăng đột biến, sự góp mặt của các công ty nước ngoài, gần 1.000 công ty từ 44 quốc gia trên thế giới. Điểm nhấn lớn nhất là sự ra mắt của PlayStation 5 Pro, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng máy này. Phiên bản được giới thiệu với đồ họa mượt mà và hiệu suất nâng cao, tạo ấn tượng mạnh với người tham dự. Một chương trình biểu diễn bằng thiết bị bay không người lái vừa diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc. Sự kiện thu hút hàng trăm người đến tham dự và một trong những điểm nhấn của chương trình biểu diễn là việc tái hiện bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Trung Quốc Từ Bi Hồng. Họa sĩ nổi tiếng với các bức tranh ngựa và các tác phẩm vẽ thủ công của nghệ thuật Trung Hoa. Sự kiện được tổ chức để khởi động cho kỳ nghỉ tuần lễ vàng nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc. Budapest là thủ đô của Hungary và cũng là một trong những điểm đến du lịch tuyệt vời ở châu Âu. Budapest được tặng nhiều danh hiệu như là Paris phía Đông, trái tim của châu Âu, viên ngọc của sông Danube hay là nữ hoàng sông Danube. Vậy điều gì mang lại vẻ độc đáo cho thành phố này? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá. Thủ đô cổ kính của Hungary được sông Danube chia thành phố làm hai bờ, Buda và Pest. Ở phía Buda của sông Danube có cung điện hoàng gia và đồi lâu đài. Đây là quần thể di tích quan trọng nhất của Hungary. Mặc dù trải qua nhiều biến cố do thiên tai hay chiến tranh, nhưng vẻ đẹp của tòa lâu đài vẫn còn rõ ràng cho đến ngày nay. Từ trên ngọn đồi này, toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt. Nổi bật nhất và cũng được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Budapest là tòa nhà Quốc hội Hungary, với mái vòm màu đỏ và tháp được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ tích. Có một cái nhìn toàn cảnh từ đây đến hơn 50 km. Đồi lâu đài này là một di sản văn hóa thực sự của Hungary, độc đáo và không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Cũng giống như tòa nhà Quốc hội ở bờ đối diện của dòng sông, cũng rất đặc biệt. Tôi nghĩ đây là một trong 10 tòa nhà hàng đầu thế giới. Rời Buda đến Pest, nơi bắt đầu của đại lộ Andrassy, con đường với lối kiến trúc mang dáng dấp đại lộ Champs-Élysées của Paris, Pháp. Đại lộ này được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2002. Dừng chân ở quảng trường Anh hùng nằm cuối đại lộ Andrassy, du khách có thể dạo quanh đài kỷ niệm thiên niên kỷ và chiêm ngưỡng giấy tượng của các vị vua chúa lập quốc, các anh hùng dân tộc, biểu tượng của sức mạnh và lịch sử các vương triều Hungary. Tôi tự hào khi nói về Budapest và Hungary. Trong suốt cuộc đời mình, tôi may mắn đã được đến thăm một số quốc gia và thành phố trên thế giới, nhưng không có gì có thể thay đổi niềm tự hào của tôi với Budapest. Có thể nói vẻ đẹp của cả thành phố gắn liền với con sông Danube. Chính dòng sông này đã tạo nên một ít phép màu để nhân nhá thêm nét đẹp mềm mại uyển chuyển của thành phố. Chính vì thế mà cảnh quan Danube là một trong những thắng cảnh tuyệt vời nhất châu Âu.
và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tối qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Miss Universe Korea 2024 đã diễn ra và bà Choi Hu-chan, thí sinh đặc biệt tham gia cuộc thi này ở tuổi 81, đã giành được giải phụ thí sinh mặc đẹp nhất. Bà Choi đã tranh tài cùng 31 thí sinh khác trong đêm thi chung kết. Bà đã trình diễn khả năng ca hát của mình trong phần thi tài năng. Phần thi áo tắm thường xuất hiện trong các năm trước đã được loại bỏ. Cuộc thi này lần đầu tiên đánh dấu bà Choi tham gia một đấu trường sắc đẹp. Trước đó, bà đã nổi tiếng trong giới thời trang của Hàn Quốc. Dù không giành được vương miện trong đêm chung kết, nhưng năng lượng, thần thái tự tin và phong cách thời trang ấn tượng của bà chắc chắn đã truyền cảm hứng rất mạnh mẽ đến người xem. Người chiến thắng cuộc thi này thuộc về thí sinh Han Ariel. Ở tuổi này, tôi vẫn có dũng khí nắm lấy cơ hội và chấp nhận thử thách. Tôi muốn mọi người hãy nhìn tôi và hiểu rằng bạn có thể sống khỏe mạnh hơn, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống khi bạn hiểu được mình muốn làm gì và dám thử thách bản thân để đạt được ước mơ.